Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người nhìn gì chưa? Hôm nay mình đi siêu thị mình thấy một cái bình này. Nó tương đối là to mọi người ạ. Nhưng mà mình lại thấy nó họa tiết vẽ tay nên là mình mua về xem mà có bạn nào mà ưng ý không thì mình sẽ để cho bạn đấy. Đây cái bình này khá là to luôn mọi người. Họa tiết của nó thì vẽ tay, vẽ một con hổ đi mọi người. Em quay sát lại con hổ để anh quay cho mọi người xem. Đây. Quay được hết vào khung hình. Đấy. Là con hổ. Rất là to luôn mọi người ạ. Cái bình này tương đối là to luôn. Cái bình này thì mình thấy này, bình này mà về ngâm rượu gì để ở tủ là đẹp ấy mọi người ạ. Mình họa tiết thì nó chỉ có như vậy thôi mọi người. Nó cũng không 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 được nhiều. Rất là đẹp luôn. Đây, ở dưới nó cũng có chữ ký mọi người nhé. Có chữ ký và chuyện đỏ. Như chuyện đỏ thì nó hơi mờ mọi người ạ. Đấy, đây chuyện đỏ hơi mờ. Đây là họ dán một cái như kiểu cái vải vào ấy. Để khi mình đặt trong đây ấy, nó không không tiếng động, nó không va quẹt. Đây, toàn bộ họa tiết vẽ tay luôn mọi người. Con hổ rất là to luôn. Bây giờ mình đo chiều cao cho mọi người xem nhé. Đây. Chiều cao của nó là 32 mọi người. Chiều cao 32. Mình đo cái chiều này xem là bao nhiêu. Chiều cao 32 này. Chiều rộng này nó vào khoảng 34 mọi người. 32 và 34. Còn cái miệng của nó là 17 mọi người ạ. Miệng 17. Ở bình này rất là to luôn mọi người. Mình đo vòng bụng nó thử xem là bao nhiêu mọi người nhé. Cái bình này tương đối là to. Này phải tầm trăm mấy rồi. À 100. Ô. Mọi người ơi, cái vòng bụng của nó là 101 mọi người. Vòng bụng 101 rất là to luôn mọi người. Này, họa tiết vẽ tay luôn, rất là đẹp. Trông nó rất là đơn giản này thôi nhưng mà mọi người xem rất là đẹp mọi người nhé. Nghệ nhân người ta vẽ rất là khéo tay luôn mọi người. Vẽ tay luôn. Bình như kiểu là gọi là bình mộc luôn ấy mọi người. Mộc thì không phải là mộc nữa nhưng mà bình tương đối mình thấy tương đối là đẹp ấy mọi người. Mọi người ai mà muốn nhu cầu mà muốn mua cái bình này thì cứ liên hệ mình nhé mọi người nhé. Liên hệ mình bằng cách bằng Zalo mọi người nhé. Mọi người liên hệ mình qua Zalo ở số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Hôm nay mình có hai cái bình mọi người ạ. Đây, cái bình này mình sẽ để ra đây. Ở đây một cái bình này nữa. Đây cái bình này bình thứ hai, cái bình này bình thứ nhất, đây là bình này bình thứ hai, bình này là bình Cutani mọi người nhé. Đây mình cho mọi người xem cái chuyện của nó. Đây, chuyện Cutani. Bình này mình cũng có tuổi đời đấy mọi người nhé. Cũng hơi 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 sâu đời rồi. Đây, cái chuyện này là chuyện cũng hơi sâu đời mọi người ạ. Ở đây là nó vết bẩn thôi. Còn bình này thì không có một lỗi gì cả. Vẽ hoa mẫu đơn và chim. Đây là khả năng đây là hoa đào nữa mọi người. Đây. Bình này thì thực ra là họa tiết thì nó ít nhưng mà bình này đẹp đấy mọi người ạ. Nó điểm nhấn của nó có một cái vòng ở bên trên này nữa. Đây mọi người. Đấy. Nó có cái vòng bên trên này trông là nó tạo nên một cái bình rất là đẹp luôn. Cả vòng trên và vòng dưới. Đây, bên dưới nó cũng vẽ kín luôn. Màu này màu đỏ bã trầu đặc trưng của gốm Cutani mọi người nhé. Bên trên miệng là vẽ vàng rất là đẹp luôn. Họa tiết hoa mẫu đơn và chim toàn bộ vẽ đắp nổi hết lên mọi người nhé. Sờ là nó gợn hết lên. Có cái viền vẽ vàng này thì là nó không gợn thôi. Nhưng còn cái viền này là toàn bộ vẽ nó gợn hết lên, nó đắp hết lên mọi người. Thì mình đo chiều cao cho mọi người xem. Chiều cao của cái bình này là 23 mọi người nhé. Chiều cao của bình 23. Chiều rộng của cái bình này là 21 mọi người. Chiều rộng của bình này 21. Đây, chiều miệng của nó 12. Này rất là đẹp luôn. Cái bình này mình không thấy có một vết gì cả mọi người. Đây có cái vết này thì nó có một chút vết này đi. Mình xin lỗi các bạn nhé, nó có một chút vết này nhé. Mình không để ý, mình bảo không có vết gì.
mọi người xem video mọi người lại bảo có vết mà lại bảo không có vết, nhưng thực ra nó có một chút vết đây mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây em quay cho mọi người xem một lần nữa là cái họa tiết của nó. Họa tiết của nó rất là đẹp luôn, toàn bộ vẽ nổi hết lên. Mọi người ai mà muốn nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại 0962 949 668. Còn mình không nói giá ở trên cái kênh YouTube này của mình, nên là mọi người thông cảm mình. Ai mà muốn mua thì mọi người cứ liên hệ với Zalo, mình sẽ báo giá cho mọi người. Giá thì mình sẽ báo giá để mọi người mua được, chứ không phải là để cho mọi người về tham khảo chỗ này chỗ kia. Đây hôm nay có hai cái bình này mọi người. Bình này bình thứ nhất, bình này bình số 1, bình này bình số 2. Mọi người ai mà thích bình nào thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Cái bình này thì mình tương đối là to đây mọi người. Đây, mọi người nhìn chưa? Bình này mình nghĩ là bình này về ngâm rượu lại được mọi người này. Tương đối là đẹp. Vẽ rất là mộc luôn mọi người, vẽ mộc nhưng mà đẹp. Rất là đẹp. Đấy, thôi mình xin phép mình chào tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Rồi, bye bye mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã mua và ủng hộ mình và luôn xem video của mình. Thôi cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn nhé mọi người nhé. Thôi xin chào mọi người, bye bye mọi người.